Dạ vâng, em xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày đầu tuần thứ hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021 vui vẻ, làm việc hiệu quả, luôn tràn đầy năng lượng. Ngày đầu tuần em giới thiệu đến cả nhà cây bông trang tím sen lá mai nha cả nhà. Đây, đây là lô trang tím sen lá mai của bên em. Nhà xem kỹ màu tím sen, nhưng mà cái lá của ảnh là lá mai, y chang lá mai luôn. Đây là giọng tím sen lá mai. Em là vì đam mê bông trang, và một phần đó là cũng là duyên đẩy đưa đến với cái lĩnh vực bông trang này. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nhiễm Trang luôn nha cả nhà. Và duyên đẩy đưa để em kinh doanh cái mặt hàng bông trang này, đó là cũng là duyên số đó cả nhà ơi. Thật ra cả nhà có mua bông trang bên em thì ủng hộ bên em hoàn toàn là hàng chuẩn, bởi vì đam mê yêu thích. Em sưu tầm những giống hàng chuẩn về làm giống, nhân giống và chia sẻ đến tất cả cộng đồng trên YouTube này, cũng như là ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có đam mê về hoa kiểng, và đặc biệt là dòng hoa trang, hoa mẫu đơn hiện tại rất là hot trên thị trường cũng như là trên cộng đồng mạng. Thành ra là cả nhà cứ xem, giao lưu, ủng hộ, chia sẻ, cũng như là nhân rộng cái hội yêu hoa kiểng, bông trang, hoa mẫu đơn ở trên cộng đồng mạng đó cả nhà. Mình chia sẻ những hình ảnh